Thưa quý vị, cùng với lực lượng công an thành phố tiến tới việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, hay gọi tắt là đề án 06 đến tận các khu dân cư. Từ đó góp phần phục vụ tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Anh Phan Chánh Tính là một nhân viên công tác tại công ty chuyên sản xuất xe máy có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc. Công việc bận rộn, điều kiện đi lại khó khăn nên thứ bảy chủ nhật, anh tranh thủ đến công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà để làm thủ tục cho con gái đi học. Khi đến đây, được cán bộ chiến sĩ hướng dẫn việc làm thủ tục hồ sơ bằng dịch vụ công, anh cảm thấy rất hài lòng vì sự tiện ích của dịch vụ này mang lại. Hôm nay thì mình tới đây là mình làm cái hồ sơ xác nhận cư trú cho con gái mình sắp đi học. Và thực sự là lúc mà được cán bộ hướng dẫn về cái dịch vụ công ở trên online thì mình thấy rất là tiện dụng. Bởi vì trước đây mình phải mất thời gian, mình là người đi làm công sở, mình mất thời gian để mình đến đây 2-3 lần. Nhưng mà thứ nhất là đến đây sau khi có cái dịch vụ công là mình ở nhà mình ngồi mình làm được. Và thứ nhất là tiết kiệm thời gian. Thứ hai là cũng đỡ về cái việc mình thông tin sai sót thì mình có thể quản lý được. Cái thuận lợi là thứ nhất là được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường trong cái công tác thực hiện đề án 06 cũng như là tuyên truyền thực hiện đề án 06 đến tận tổ dân phố. Cái thuận lợi thứ hai đó là từng thành viên của tổ đề án 06 ở cấp phường cũng như tổ dân phố đã rất là quan tâm và cũng dần tiếp cận những cái nhiệm vụ mới trong cái việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo cái quy chế hoạt động của tổ. Không thể phủ nhận việc sử dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính đã mang lại rất nhiều tiện ích, nhưng đó cũng là một khó khăn đối với những công dân lớn tuổi khi đến liên hệ thủ tục hành chính. Số công dân có điện thoại thông minh không nhiều, không thể sử dụng, tự thao tác thành thạo trên cổng dịch vụ công. Các bước thao tác từ đăng ký tài khoản, tạo hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công đối với công dân khá phức tạp. Các thông tin công dân cần nhập trong tờ khai tương đối dài và yêu cầu công dân phải nhập chính xác, không được sai chính tả. Vấn đề này gây nhiều khó khăn đối với các trường hợp sử dụng tài khoản cá nhân để khai hộ cho người nhà hoặc người thuê trọ, bắt buộc phải có sự hỗ trợ từ cán bộ đăng ký cư trú. Một trong những cái nhiệm vụ và kế hoạch cũng rất quan trọng trong cái kế hoạch tổng thể là chuyển đổi số tại địa phương. Hiện nay thì đối với địa phương thì chỉ đạo cho các quan tham mưu như là công an, các cái bộ phận văn phòng và tất cả những cái bộ phận tham mưu phối hợp và chỉ đạo và triển khai đến khu dân cư, tổ dân phố để mà triển khai cái này hết sức là quyết liệt. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của địa phương và cũng cần sự quyết tâm, quyết liệt chung của toàn hệ thống chính trị. Đề án 06 chính là bước tiếp theo để cụ thể hóa những tiện ích từ dữ liệu dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip được Bộ Công an nỗ lực xây dựng trước đó. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân phường Nại Hiên Đông trong quá trình triển khai thực hiện sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ cũng như phát huy tối đa những lợi ích mà đề án 06 mang lại cho người dân.